xin kính chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Số điện thoại của mình là 0915 434 973 nha anh em. Hôm nay thì về được một chiếc Full 1 thuộc dạng cọp VIP anh em ơi. Đó, xe rất là đẹp ha. Thì dàn áo thì mình đã gỡ ra để kiểm tra bên trong rồi ha. Thì tất cả ở đây này anh em thấy không, mobin IC zin. Đó, máy là chưa bung, tình trạng là mình cảm nhận là chưa bung, còn không biết là có bị làm không thì không biết. Đấy, mai thì sẽ gắn dàn áo và quay chi tiết cho anh em xem ha, cũng như là có clip đã máy cho anh em. Cụ đề zin, nói chung là rất là đẹp nha anh em. Đó, máy là giấy tờ đầy đủ nha. Đây, quay luôn cà vẹt cho anh em xem này. Đó. Đó, quay luôn cà vẹt cho anh em xem ha. Đấy. Khỏi lo về vấn đề ấy nha. Quay số máy cho anh em xem ha. Đó, 0518600 ha. 8660 nha anh em. Đó, quay số máy rất là rõ cho anh em nha. Đây. Đó. 8660. Đó. Rồi bây giờ sẽ tiến hành là nổ máy cho anh em nghe thử cái tiếng máy của cái xe này nha anh em. Máy rất là êm, đúng chất là chưa bung luôn anh em ơi. Đó. Đó. Anh em thấy ganti không? Rất là nhuyễn nha. Êm cực kỳ êm luôn. Không có bất kỳ cái tiếng nào, kể cả cái tiếng xin cam cũng không nghe đâu nha anh em. Rất là êm. À. Lửa xe này thì mình đã mở thử cái nắp ở trên này ra coi thì thấy lửa rất là vàng nha anh em. Rất là đẹp. Đó. Thì trong ngày mai thì sẽ có clip full cho anh em, chúng ta anh em xem về dàn áo nha, cũng như là toàn bộ cái xe này thì nói chung là hình thức là cực kỳ đẹp. À, anh em thấy dàn chân nó rất là sáng bóng, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, quay bên phía bên kia cho anh em xem ha. Đấy. Đó. Lốc cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Để quay luôn biển số cho anh em xem ha. Đó. Biển số 29B8 4673. Đấy. À, anh em thấy không? Bô zin nha. À, đèn bắn nè. Quá đẹp luôn. Này là căm đụm điện zin hết nha anh em. À, điện điện trước sau dùng mã nha. Rất là đẹp. Đó. À, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình ha. Đây, quay số khung cho anh em xem nha. Đó. Số khung nha. Đây, số đuôi là 8628 nha anh em. Đó. 8628 nha. Đấy. Cho anh em yên tâm nha. Đó. Ồ, cục máy quá là đẹp luôn anh em ơi. Đó nha anh em. Rồi trong ngày mai sẽ có clip đầy đủ cho anh em ha. Anh em cần mua món gì đặt mua có thể liên hệ mình nha. Số điện thoại 0915 434 973, liên hệ với Đạt nha anh em. Đó, anh em nghe tiếng máy à. Rất là êm. Đó. Rồi,